Em Nhi đồ gỗ Sơn Đông xin chào toàn thể tất cả các quý khách hàng. Đến với video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một cái mẫu bàn thờ ổn địa theo kiểu truyền thống ha. Và đặc biệt đó thì cái mẫu bàn thờ này em sẽ làm với nguồn chất liệu đó chính là dòng gỗ Cẩm Lai, có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam và Campuchia. Và hãy cùng tham khảo xem mẫu bàn thờ ổn địa này có phù hợp với gia đình của mình không nha. Rồi, nói về chất liệu thì đối với cái mẫu bàn thờ ổn địa này thì bên em sẽ làm full toàn bộ 100% sẽ là bằng chất liệu là gỗ cẩm hết. Và lưu ý giúp em Nhi là mẫu gỗ cẩm lai là bên em sẽ lọc giác sạch sẽ cho mọi người luôn ha. Tuyển được những cái phân cổ mà đẹp nhất để làm trên mặt bàn thờ nè. Và ngoài ra thì cái phần chạm dỗ, hình ảnh cây cột trụ phía trước sẽ được làm hoàn toàn là gỗ nguyên khối nha cả nhà. Đối với bàn thờ ổn địa thì nó cũng là một trong những cái món nội thất gần như là quan trọng trong mỗi gia đình, đặc biệt là các gia chủ mà có kinh doanh buôn bán đó. Thì bàn thờ ổn địa cũng như là một cái ngôi nhà tâm linh để chúng ta gửi gắm tấm lòng thành của mình vào đó. Và ngoài những cái phiên bản như là gỗ gò đỏ thì gỗ cẩm lai nó sẽ là cái phiên bản nâng cấp và nó VIP gồ hơn đó. Với cái mẫu bàn thờ này thì em làm kiểu dạng là truyền thống, và cái hình ảnh chạm chỗ chủ yếu đó chính là hình ảnh là con rồng. Ngoài hình ảnh là chạm rồng ở cái phần là mâm kéo nè, chân, cột, phần diềm truyền đó, thì nó sẽ còn nổi bật với những cái phần màu vân gỗ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là cái phần vân gỗ rất là đẹp luôn. Tuy là cái gỗ cẩm lai á, nó không có cái cây thân to để có thể là làm nguyên một cái mặt nguyên tấm như thế này, nhưng mà bên nhà Sơn Đông của em nó cũng sẽ cố gắng làm sao tuyển chọn những cái miếng gỗ mà ghép lại với nhau, nhìn cho cái vân nó đồng đều hơn và nó đẹp mắt hơn ha. Và mẫu bàn thờ ổn địa này á, thì hiện tại làm với cái kích thước chiều ngang phủ bì là 73cm, phần chiều sâu vào là 70cm, và phần chiều cao tổng là 1m07. Tất cả các thông số này thì được làm chuẩn theo phong cách lỗ ban hết nha mọi người. Ở đây thì em có đặt tạm một cái tượng Di Lặc ngồi trên đồng tiền nữa, chứ cái tượng Di Lặc này là sẽ bán giá riêng ha. Với cái phần mà bàn thờ ổn địa như thế này nè, phần cột thì sẽ được chạm rồng rất là nổi luôn. Rồng đây sẽ được chạm sắc nét luôn trên cái phần thân cột nữa. Bây giờ em sẽ nhờ camera quay lại gần cho mọi người xem cái nét chạm nha. Đó. Còn bên trong diềm truyện này thì sẽ chạm một cái cặp phượng hoàng. Đó. Ở phía giữa thì nó sẽ có một cái cuốn thư. Bên trong hộp đèn này là nó sẽ có hình ảnh một cái cặp con kỳ lân và một ông Phật Di Lặc rất là hoan hỷ. Bây giờ thì em sẽ ghim cái phần điện lên cho mọi người xem thử là khi mà chúng ta sử dụng thì cái bàn thờ ổn địa này nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Đây. Và cái phần điện như thế này là mọi người sẽ có thể là sử dụng cái công tắc luôn nha. Công tắc ở đây thì sẽ có một cái công tắc là mình đóng ngắt nếu mà mình không có sử dụng. Còn bình thường nếu mà sử dụng thì chỉ bật lên thôi, nó rất là tiện dụng ha. Cái phần đèn ở phía trên hộp thì nó sẽ là dạng là đèn chớp, còn ở đây là dạng là đèn cà na, mình rất là dễ thay luôn. Rồi, ở dưới đây nữa thì sẽ có thêm một cái mâm kéo phụ. Cái mâm này khi mà mình thờ cúng, ví dụ như là mùng 10 nè, đó thì mình có thể là kéo ra mình bày biện thêm để vật thờ cúng vào. Đó. Tất cả các ngóc ngách thì mọi người sẽ thấy cái vân gỗ cẩm lai rất là đẹp luôn. Tại vì cái gỗ cẩm này là cẩm Đông Nam Á, là một trong những cái loại cẩm mà cái vân gỗ là gần như là đẹp nhất đó mọi người. Đó. Rồi mình không sử dụng cái mâm này thì mình cứ đẩy vào, mình nhìn như là một cái chiếc bàn thờ ổn địa thông thường vậy đó. Rồi. Không biết là qua cái mẫu bàn thờ ổn địa này, các quý khách hàng mình có những thắc mắc hoặc là những cái nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ cho em Nhi qua số điện thoại ở trên màn hình là 0972 636 709, hoặc cũng có thể là đến trực tiếp tại cửa hàng đồ gỗ Sơn Đông để có thể là trải nghiệm cũng như là kiểm tra về chất lượng mẫu mã, hình ảnh của sản phẩm luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.